Hôm nay tôi sẽ trở thành vệ sĩ bảo vệ tổng thống và mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Thêm một ngày đẹp trời để đi tuần tra trong cái thành phố này. Thì đây, anh em có thể thấy tôi vừa mới mua một chiếc xe mới Ferrari 458 và tôi cũng đã biến nó thành một chiếc xe cảnh sát luôn rồi. Wow, ngầu thật sự luôn ấy. Không biết liệu hôm nay có cái vụ gì không nữa. Cái gì đây? Hình như là có một vụ trao đổi chất cấm thì phải. Holy moly man, tôi phải tới đó lẹ thôi. Ôi xe nhanh thật sự luôn ấy. Oh my god man, let's go. Tính ra cái nơi trao đổi chất cấm cũng không xa cho lắm. Sắp tới rồi này. Né đi. Né. Ôi ôi ôi. Ui, xe nhanh quá, xe nhanh quá. Ở đâu ta? Ui, tôi nghĩ nó dưới cầu anh em ạ. Nó dưới cầu, nó dưới cầu, nó dưới cầu. Nó không thể nào trên cầu được cả. Ui, kìa kìa kìa, nó đang chạy. Ui, súng luôn à. Núp 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 núp. Come on, come on. Tôi phải bắt được cái thằng này mới được. Thằng kia là nó đầu hàng rồi. Nope. Ui, no. Nope. No, what the f***. Yo. Yo. Come on, man. Mày, let's go, let's go. Giờ ta lên. Đúng rồi. Dám trao đổi chất cấm này, tôi sẽ hỏi nó một vài câu hỏi. Mà khoan, để tôi bắt cái hàng dưới đây cái đã. Hàng này thì nó chỉ mua thôi, tội không nặng lắm. Không nha, không nha, không nha. Tao bắt hết á, không có nói gì hết á. Tiêu thụ là vi phạm rồi. Tôi sẽ kêu đồng đội chở thằng này về. Kêu chở thêm thằng này về nữa. Wow, hai người lên luôn rồi. Rồi, ổn thỏa hết rồi đấy. Mới bữa sáng đây đã có một vụ trao đổi hàng cấm rồi. Thôi, tiếp tục tuần tra thôi nào. Later that same evening. Tính ra là hôm nay không có vụ gì lớn lắm. Để coi mấy giờ rồi. 3 giờ rồi. Cũng sắp tới giờ tan ca của tôi rồi đấy. Ôi, hình như là có vụ tù nhân trốn khỏi tù. Tôi phải nhận vụ này và tôi phải hỗ trợ họ. Ui, xa thật sự luôn ấy. Lẹ nào, lẹ nào, lẹ nào. Come on, come on. 3 mile luôn. Nghĩa là sắp tới rồi đấy. Hình như ở đây rồi. Gần đây rồi, gần đây rồi. Cái tù ở dưới đây đúng không? Nó sẽ ở dưới đây thôi. Xuống xe. Ui, vô. Ui, thôi, 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 thôi. À, nó đang chạy, đang chạy. Ui, bậy cao thế. Come on. Vô. Ơi, nó chạy rồi. Tôi phải gọi hỗ trợ mới được. Bắn nổ lốp xe, bắn nổ lốp xe chặn. Rồi xuống, rồi xuống. Ê, nó chạy luôn kìa. À, vô. Ủa sao chạy nhanh thế? Dám bỏ chạy hả con? 12 seconds later. Ê, mượn xe, mượn xe, mượn xe, mượn xe, mượn xe. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Anh đang làm việc tốt đấy. Rồi xong luôn. Mày chạy coi. Nope. Ui, sao cái kỹ năng bắn súng của tôi giờ này nó phế hay sao ấy? Rồi xong. Rồi xong. Để tao, để tao, để tao, để tao, để tao. Này thì vượt ngục này. Bỏ đi nha. Rồi bắt nó đi đi. Đúng rồi. Rốt cuộc thì cũng xong. Giờ tôi phải về trụ sở mà mang chiếc xe nó đi sửa mới được. Later that night. Hôm nay khá là vất vả nhưng mà không sao, tôi vẫn ổn. Giờ thì về nhà thôi nào. Ơ khoan, hình như có điện thoại thì phải. Có ai gửi tin nhắn cho tôi này. A few minutes later. Theo như tin nhắn của người lạ qua điện thoại thì có vẻ như họ đang cần tôi giúp một cái chuyện gì đấy. Mà chuyện này liên quan đến bảo vệ tổng thống. Tôi không đến thì không được. Lỡ khi chuyện này là thật thì sao? Thôi thì dù sao chúng ta cũng nên đến thử anh em ạ. Người lạ hẹn tôi ở một cái quán cà phê để nói chuyện. Hình như là quán này thì phải. Đúng là như vậy rồi. Để tôi đậu xe một cái. Vô thôi nào. Ơ, sao quán chả có ai thế nhờ? Có phải người lạ đây không? Chào anh có phải là người nhắn tin cho em hay không? Đúng rồi, tôi có một vài chuyện muốn nói với cậu đây. Sắp tới đây tổng thống sẽ có một vài bài diễn văn trước công chúng. Tôi biết cậu là một người cảnh sát khá là xuất sắc. Thế nên là chúng tôi cần cậu trở thành một vệ sĩ để buổi diễn văn được diễn ra một cách thuận lợi và suôn sẻ. A little longer than a few minutes later. Cuối cùng thì cũng về nhà. Sau một hồi nói chuyện thì tôi cũng đã đồng ý trở thành một vệ sĩ. Không biết tôi có làm gì được hay không, nhưng mà dù sao thì cũng phải giúp anh em ạ. Giờ tôi sẽ chuẩn bị quần áo đồ các thứ. Tôi nghĩ bộ này được rồi này. Quần áo đã chuẩn bị xong. Mai là tôi sẽ xuất phát liền. Tôi đây. Ngầu thật sự luôn ấy. Đây là vị trí mà tôi sẽ đứng để đảm bảo cho buổi diễn văn được diễn ra một cách ổn thỏa. Mong là không có chuyện gì xảy ra cả. Vậy có nghĩa là cái đường đỏ này là cái đường đạn của thằng ám sát. Tôi phải cứu tổng thống nhanh mới được. Come on. Nhảy. Vô. Ui, nó bắn nhanh thế. Tổng thống. Nhảy. Ôi. Nhảy. Còn không kịp cơ à. Khó thế. Không trúng rồi. Yes, let's go. Khó khăn thật sự. Come on mẹ, let's go. Chù xuống. Cái gì vậy? Vô. What the f***. Nhảy. Ôi, cái thế nhờ. Vẫn bị hẹo à. Ừ, đúng rồi. Hay lắm. Ôi, tôi đang đứng ở đâu đây? Ai mà để đóng tiền đây nha. Ờ, tôi nhớ ngoài tôi ngầu lắm mà sao vô đây tôi phế thế. Nhảy. Ơ, vô, đứng lên. Ui, let's go. Cái gì đây? Ở trên sa mạc luôn á. Lẹ 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 lẹ. Tôi có cảm giác là nếu mà tôi không lẹ lên thì. Ôi, come on. Come on. Ôi, vô. Nhảy xuống.
Mẹ, trong đây tôi bủn nhủn thật sự luôn ấy. Rồi, lần này mà không được nữa. Được mà. Nhảy. Đúng rồi. Nhảy. No. What? Không được nữa coi. Game khó thế. Được. No, vô. Có thể làm được. Come on. Không trúng nữa coi. Ôi, kiểu như cái chân với cái người nó tách riêng biệt ra luôn ấy. Tổng thống, no. Không được nữa coi. Ôi, không được thiệt, vừa nhảy tới nó bắn rồi. Đấy, bắt đầu thuần thục hơn rồi đấy. Come on. Không trúng nữa coi. Let's go. Ôi, sao đứng trên đó. How? How? Tôi thấy mặt được thằng ám sát rồi đây. Ôi, tôi phải lẹ lên. Có nghĩa là tôi phải phá cái trụ này. Ừ, đúng rồi. Mày sao? Bắn nó đi. Mày. Rồi. Vô. Lần này là cái bánh luôn á. Né ra, tổng thống. Đúng rồi. Yes. Let's go. Ui. Tôi nghi lắm. Tôi nghi sẽ có một cái nữa. Né. Đúng rồi. Né. Né. Cây thế nha. Ừ. Let's go. Ê, còn cái nữa. Được rồi. Ổn rồi. Ôi, cái gì đây thế nhờ. Ôi. Thôi, làm sao mà tôi có thể qua được. Ui, chưa kịp tới luôn. Nhảy. Yo. No. Đâu xanh. Come on. Ui, nhảy được. Hình như tôi phải đứng gần ấy. Nhảy. Ui, không được luôn à. Nhảy. Ôi, nó vẫn vậy à. Lần này tôi phải có cách khác thôi. Bắt khu. Yes, let's go. Parkour. Let's go. Đã áp dụng kỹ thuật parkour luôn rồi nhưng mà vẫn không kịp. Let's go. Yo. No. God dang it. No. Yes. A little longer than a few minutes later. Tổng thống. No. Ôi, yes. Let's go. Làm sao tôi có thể lên đó được chứ nhỉ? Cái này thì gì? Ôi, được. Ok. Nhảy. Ui, không được luôn. Ôi, được này. Ôi, không được. Cái thế. Đúng rồi. That's good. Yo, let's go. Tôi còn không biết tổng thống đứng đâu. Chơi mấy thế khó thế nha. Why? Ui, rớt luôn ạ. Thì từ từ thôi. Yo, Parkour. Tôi chả thấy cái gì cả. Tổng thống. Ui, xem được luôn này. Cứu ngài đây. Yes. Tổng thống, I'm coming for you. Ôi, cái thế nha. Ôi, vô. Hay là có nghĩa là tôi phải đẩy trên cái thùng container kia ta. Lên container. Ôi, let's go. Ôi, được này. Ê. No. Ê. Ôi, không được à. Sao tổng thống cứ đi lên mấy cái bậc nguy hiểm như thế chứ nhờ. Ôi. Vẫn còn. Yeah. Vẫn còn sống nè, let's go. Không kịp à. Bắn đi. Ôi, bắn thiệt luôn rồi. Bắn. Ui. Không được. Come on. Ui. Let's go man. Và đấy là tôi khi bảo vệ tổng thống. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.